những cái thị trường tài chính kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Quyết định nói trên là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp của ECB nhằm giúp cho khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, Eurozone đối phó với những cái tác động kinh tế của đại dịch. Tuần trước thì ECB đã công bố quyết định chưa từng có tiền lệ là nới lỏng các yêu cầu về tài sản thế chấp để mà thúc đẩy hoạt động cho vay của các ngân hàng. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản vừa quyết định là thay đổi chính sách cung cấp tiền mặt cho người dân từ việc là cung cấp 300.000 yên, tương đương với khoảng là 2.800 đô la Mỹ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, thì thay đổi thành là cung cấp 100.000 yên, tương đương khoảng là 930 đô la Mỹ một người, bất kể thu nhập như thế nào, để mà dễ dàng thực hiện sớm từ tháng 5 tới. Phóng viên Quang Hưng thông tin chi tiết hơn từ Nhật Bản.